Sau khi La Hầu xưng vương, Thiên Cung liền cho triệu tập tất cả chúng thần đến thường nghị. Đế Thích Thiên bước ra ngoài thông báo, sở thần dụ của Thiên Cung ở thế gian vừa bị Atula tập kích. Chỉ duy nhất một cô bé còn sống sót. Hành động tàn bạo này của Atula làm cho chúng thần đều tức giận. Đế Thích Thiên muốn giải quyết một trận cho sạch sẽ. Đã đến lúc kết thúc những chuyện này rồi. Thế là Đế Thích Thiên tuyên bố phát động trận chiến thảo phạt Atula. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải quét sạch đám dị loại này, trả lại yên bình cho chúng sinh. Như Lai Tôn Giả cảm thấy Atula rất mạnh, muốn thắng trận chiến này thì Thiên Cung sẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn. Thiên giới sẽ hao binh tổn tướng, qua vạn năm cũng khó mà khôi phục lại. Cùng lúc này, La Hầu cũng muốn tìm một nơi ở mới, hắn triệu tập tất cả đấu sĩ cùng nhau di chuyển đi khai hoang. Đích đến là Thiên Vũ Sơn, lãnh địa của Long tộc. Vừa mới đi đến Thiên Vũ Sơn thì sấm sét đã vang lên liên hồi. Chim chóc bay tứ tung, La Hầu hô hào các đấu sĩ mau chóng di chuyển. Đoàn người vừa mới đi ra khỏi rừng rậm thì bầu trời đã sáng rực lên, thiên thần đã đến. Nhiều thân ảnh khổng lồ đột nhiên lao từ trên tầng mây xuống dưới, bọn họ là chấn thiên đồng nhân, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mỗi một người đều cầm trên tay một cái cột trụ giáng mạnh xuống đất tạo ra dư chấn khủng khiếp. Ngay sau đó là vô số quả cầu lửa sáng xuống lãnh địa của Atula, giết chết vô số người. Ba vị vương nhanh chóng có mặt, bọn họ hoàn toàn không e ngại thiên thần, thậm chí còn muốn gặp gỡ thiên thần để trao đổi chiêu thức. Các quả cầu lửa giáng xuống như mưa, long tộc ở gần đó cũng bị vạ lây. Vì tấn công quá bất ngờ nên bọn họ không kịp sơ tán. Điều này làm cho Long Vương cực kỳ phẫn nộ. Ông lên tiếng chỉ trích Như Lai lẫn thiên thần. Như Lai cũng cố gắng giúp đỡ bọn họ sơ tán. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì hắn cũng rời đi. Ở chiến trường, chấn thiên đồng nhân liên tục tung nắm đấm vào cọc trụ. Dư chấn va chạm bạo phát ra xung quanh khiến đám đấu sĩ Atula ngã ngửa. La Hầu cầm đao đến giao thủ với hai tên chấn thiên đồng nhân. Dù bọn họ có cơ thể mình đồng da sắt, thì dưới sức mạnh của La Hầu vẫn chịu thua. Chỉ với vài đường đao, cả hai tên người kim loại đã bị chém cụt đầu. Tuy nhiên bọn họ lại không chết, các bộ phận bị chém đứt nhanh chóng hợp lại thành hoàn chỉnh. Điều này làm cho La Hầu vô cùng bất ngờ. Sau khi sử dụng đấu thần chỉ nhãn quan sát, hắn mới phát hiện bên trong cơ thể người khổng lồ kim loại có người điều khiển. Biết được điểm yếu của kẻ địch, hắn cầm đao lao đến chém một kích xuyên ngực bọn chúng. Người điều khiển đã bị tiêu diệt, người kim loại khổng lồ cũng ngã xuống. Rất nhanh đã xử lý được ba tên. Tuy nhiên những chấn thiên đồng nhân này chỉ là quân đội đi đầu để trấn nhiếp mà thôi. Đợt công kích này chỉ là mở đường cho thiên quân sắp đến. Vừa dứt lời thì ba cái bậc thang màu vàng đã hiện ra. Bậc thang này chính là Hoàng Kim Đại Đạo, thiên binh ồ ạt lao xuống, khí thế vô cùng khủng khiếp. Đối mặt với đại quân thiên thần, La Hầu lập tức cầm đao xông lên, các đấu sĩ Atula nhanh chóng hô hào tiến lên tiêu diệt thiên thần. Hai bên đều muốn tiễn đối thủ xuống địa ngục, một trận hỗn chiến xảy ra, La Hầu chỉ cần vung vài đòn đã tiễn vô số thiên binh về đất mẹ. Điều này làm cho hắn cũng khinh thường, tinh nhuệ thần binh gì chứ, ngay cả một đòn cũng không đỡ được. Các thiên binh vẫn liên tục lao đến, nhưng bọn họ xông đến bao nhiêu đều bị chém rụng bấy nhiêu. Được đài chiến thắng, La Hầu hô hào các đấu sĩ xông lên giết sạch thiên thần. Lại một trận hỗn chiến nữa xảy ra. Như Lai nhanh chóng đi tới chiến trường. Vì kiếp trước đã chết dưới tay bọn chúng nên lần này hắn sẽ toàn lực đối phó. Sau khi hạ đao ván nhiều tên đấu sĩ Atula thì Như Lai và La Hầu cũng gặp nhau. Cả hai nhìn nhau đầy chiến ý. Điều nằm ngoài dữ liệu của La Hầu là đấu thần chỉ nhãn của hắn không thể nhìn thấu được Như Lai. Từ điều này liền có thể thấy tu vi của Như Lai hoàn toàn không thấp hơn hắn. La Hầu cầm đao bổ về phía đối thủ, đòn công kích vô cùng mạnh mẽ, bị chém trúng thì chỉ có tàn xác. Như Lai vội tránh né, sau đó sử dụng thần lực để ngăn cản. Một bên chiến đấu theo cách hổ báo, bên còn lại thì dựa vào kỹ năng. Như Lai dễ dàng ngăn cản và đánh cho La Hầu bay vào vách đá. Đến đây thì cuộc chiến tạm thời dừng lại. Hai bên cùng nhau trao hỏi vài lời. Như Lai cho rằng muốn giải quyết vấn đề xung đột không nhất định phải dựa vào chiến tranh. Tuy nhiên La Hầu thì lại có suy nghĩ khác. Ân oán giữa thiên thần và Atula đã kéo dài từ thời đại tiên tổ đến nay. Thời gian đã trên vạn năm. Dù là lúc trước hay bây giờ thì thiên thần đều muốn đuổi tận giết tuyệt các Atula. Nên là hắn không muốn nói nhiều lời thêm nữa. Không thể dùng lời để hòa giải, hai bên lại lao vào nhau chiến đấu. La Hầu vùng đào tấn công liên tục. Như Lai chỉ tránh né rồi tìm cơ hội phản công. La Hầu bị hai trường lực đánh vào người, cơ thể bay lên trên Hoàng Kim Đại Đạo. Như Lai cũng bay lên rồi ra dấu hiệu khiêu khích. Hành động này khiến cho hắn thêm phẫn nộ. Hắn lao đến đánh cận chiến nhưng tất cả chiêu thức đều bị Như Lai nhìn thấu và dễ dàng ngăn cản. Thế trận hoàn toàn nghiêng về Như Lai, thậm chí La Hầu còn chưa phản công được lần nào.
ngược lại La Hầu liên tiếp bị đánh cho bầm dập. Cuộc chiến quá khốc liệt, Hoàng Kim Đại Đạo cũng bị đánh thủng một chỗ. La Hầu bị đánh rơi xuống dưới, Như Lai ngừng tụ sức mạnh vào bàn tay rồi lao xuống theo định tung ra một chưởng. La Hầu vội triệu hồi Thanh Đao đến ngăn cản, đẩy lùi đối thủ. Nhân cơ hội này, hắn lập tức lao đến phản công, ép cho Như Lai rơi như sao băng xuống đất. Hắn cầm vũ khí lao xuống dưới, Như Lai cũng sử dụng ra thần kỹ, huyễn hóa ra vô số nhánh cây ngăn cản, nhưng không thể nào ngăn cản được thế công của La Hầu. Như Lai buộc phải sử dụng đến bất diệt kim thân để ngăn cản, đánh bay đối thủ. Nếu như không có bất diệt kim thân, một đòn vừa rồi có thể khiến bất cứ kẻ nào trúng chiêu phải trọng thương nặng. La Hầu không ngờ giao thủ với Như Lai lại thú vị như vậy. Đây là đối thủ đáng gờm mà hắn từng gặp. Nhưng mà hắn vẫn không từ bỏ. Hắn đứng dậy, cơ thể thiêu đốt đấu hồn đến cực hạn, sau đó xông lên tấn công. Như Lai dùng tay không đỡ đau, phản công đấm một cú cực mạnh vào vai khiến La Hầu cũng bị chật xương khớp. Hắn nhanh chóng khôi phục lại rồi tiếp tục lao lên tấn công điên cuồng. Dù liên tục bị ăn đòn thì hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Kết quả cho sự cố chấp này là bị quật cho túi bụi, cơ thể nằm ngã ngửa dưới đất. Lúc này trên người hắn đã có vô số vết thương cũ lẫn vết thương mới đều bị xé mở, mà Như Lai thì vẫn thong dong. Tiếc rằng La Hầu lại là người không biết hai chữ bỏ cuộc, hắn vực dậy rồi lại xông lên chiến đấu. Như Lai sử dụng ra thần kỹ, ngưng tụ thân ảnh kim thân khổng lồ rồi tung ra cú đấm hướng thẳng về phía đối thủ. La Hầu cũng tung ra tuyệt kỹ, sức mạnh hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ, đầu lâu hóa thành sợi xích khống chế kim thân lại. La Hầu thừa cơ hội này lao đến bổ một kích khủng khiếp vào đầu thân ảnh khổng lồ. Sức mạnh của hắn quá khủng khiếp, kim thân bên ngoài bị phá tan. Chưa để cho Như Lai kịp thời phản ứng thì hắn đã bổ ra đòn thứ hai đánh nứt bất diệt kim thân khiến Như Lai bị thương. Như Lai xoay sở phản công, sức mạnh cuồn cuộn ngưng tụ vào nắm đấm rồi tặng cho La Hầu một đấm vào ngực. La Hầu gắng gượng phản kích bằng một bổ giáng về phía Như Lai. Một vụ nổ khủng khiếp xảy ra, dư chấn lan ra xung quanh khiến cuộc chiến phải tạm dừng lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía bầu trời. Thân ảnh hai người rơi xuống, cả hai đều bất tỉnh nhân sự. Long Vương đột nhiên xuất hiện đỡ lấy Như Lai, còn La Hầu thì một mực rơi tự do xuống đất. Các đấu sĩ Atula lập tức dương cung bắn tên về phía Long Vương. Long Vương biết tình hình không ổn nên chuồn là thượng sách. Tin tức cuồng vương La Hầu và Như Lai tôn giả đánh nhau đến lưỡng bại câu thương nhanh chóng được bẩm báo đến cho Đế Thích Thiền. Đế Thích Thiền cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thừa thắng xông lên, cho nên lập tức truyền lệnh xuống để chuẩn bị chiến thuyền. Lần này ông muốn đích thân xuất chiến. Chiến trường dưới mặt đất vẫn kịch liệt. Các đấu sĩ Atula vừa chiếm được lợi thế thì đã phải tái mặt vì sự xuất hiện của nhiều chiến thuyền. Đây là chiếc chiến thuyền Hoàng Kim, bọn họ vừa nhìn liền biết ý đồ của thiên thần. La Hầu thì vẫn nằm bất tỉnh dưới đất. Dưới sự thúc giục của cô gái, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại. Cánh tay cầm chặt thanh đao, chiến ý bùng cháy. Lần này hắn thực sự phẫn nộ rồi. Chưa để cho cuộc chiến nổ ra thì tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.